Chào các bạn, thì bây giờ mình sẽ giúp các bạn thực hiện thống kê crop tab trên phần mềm SPSS. Cái phần thống kê crop tab này nó rất là hữu ích, nó kết hợp giữa hai biến định tính với nhau để cho kết quả ra là bao nhiêu người và chiếm tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm. Cái phép phân tích này thì các bạn có thể thực hiện trên Excel nhưng mà nó rất là rườm rà và thậm chí là nó tốn thời gian và đôi khi nó dẫn đến cái sự sai sót nào đó thì kết quả nó không chính xác. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái kết quả thống kê phân tích crop tab đối với hai biến, ví dụ như là giới tính và trình độ chẳng hạn. Rồi lát nữa mình sẽ thực hiện những cái biến khác. Để làm được điều đó thì mình sẽ vào Analyze, mình vào Descriptive Statistics và mình chọn mục là crop tab. Trong mục crop tab này thì nó có hai cái phần, đó là row và column. Thì bạn muốn thể hiện cái dữ liệu của cái biến nào theo hàng row thì bạn đưa vào, còn cái biến nào theo hàng column thì bạn đưa vào. Ví dụ như bây giờ mình muốn là giới tính là hàng row, tức là lát nữa giới tính là bao gồm nam và nữ này, nó sẽ chạy dọc theo hàng row, và trình độ thì mình muốn phân loại theo hàng column thì mình đưa vào đây. Trong những cái mục ví dụ như address, statistic, cell và format thì bây giờ mình sẽ chỉ chọn cell thôi. Address, statistic và format thì mình không cần chọn các bạn nhé. Và những cái phần ở dưới này ví dụ như là display, cluster, bar chart mình cũng không cần chọn, suppress table mình cũng không cần chọn. Bây giờ mình bấm nút save các bạn nhé. Trong mục save thì bây giờ mình sẽ bấm vào mục là observice, tức là thể hiện ra cái tần số n và cái percent. Percent thì mình muốn thể hiện cái con số total, tức là con số tổng theo cái số mẫu mà mình khảo sát được các bạn nhé. Còn nếu như các bạn muốn thể hiện cái phần trăm theo row hay column thì các bạn cứ chọn, nhưng mà thông thường thì người ta sẽ chọn theo total hết, tức là nó thể hiện cái phần trăm của cái bộ dữ liệu của mình. Bộ bấm continue, bấm ok rồi nó ra kết quả đây các bạn. Ở đây các bạn sẽ thấy nó có hai cái bảng chính, đó là cái bảng mà cây processing summary và cái bảng là giới tính kết hợp với biến trình độ học vấn để cho ra kết quả thống kê. Thì ở đây các bạn thấy rằng là cái bảng mà K process summary thì nó sẽ cho biết rằng là cỡ mẫu hợp lệ là bao nhiêu và cái dữ liệu lỗi là bao nhiêu và tổng cái cỡ mẫu mà đưa vào hợp lý để phân tích là bao nhiêu. Thì ở đây các bạn thấy rằng là cái số mẫu hợp lệ là 391 mẫu, chiếm tỷ lệ là 100%, và cái bộ dữ liệu này nó không có cái mẫu bị lỗi, là không có missing. Cho nên tổng cộng cái cỡ mẫu đưa vào phân tích đó là 391 mẫu và chiếm tỷ lệ là 100%. Ở đây các bạn thấy rằng là giới tính nó có hai mục phân loại, đó là nam và nữ, còn trình độ học vấn thì nó có bốn loại phân mục, có bốn loại để mà phân loại ra, đó là trung cấp trở xuống, cao đẳng, đại học và sau đại học. Thì ở đây các bạn thấy rằng là ô đầu tiên là ví dụ như là 28 và 7,2%, điều đó có nghĩa là gì? Tức là có 28 người là giới tính nam có trình độ là trung cấp trở xuống, chiếm tỷ lệ là 7,2% trong tổng thể là 391 người được khảo sát. Và bên này chẳng hạn, ví dụ như là bên này là 46, tức là 46 người là giới tính nam có trình độ là cao đẳng, chiếm tỷ lệ là 11,8% trong tổng thể là 391 người được khảo sát. Còn cái con số mà total ở phía sau của nam này, các bạn thấy là mình đang chỉ đây là 221, tức là trong tổng thể mẫu là 391 người thì chúng ta có 221 người là giới tính nam đó các bạn. Và nó chiếm tỷ lệ là 56,5%. Và có 170 người là nữ, giới tính nữ, chiếm tỷ lệ là 43,5% trong tổng thể mẫu là 391 người. Tương tự như vậy, ở dưới này thì các bạn có thể đọc được rằng là có 31 người là giới tính nữ có trình độ trung cấp trở xuống, chiếm tỷ lệ là 7,9% trong tổng thể là 391 người được khảo sát. Tương tự như vậy, bên này là 31 người có giới tính là nữ, có trình độ là cao đẳng, chiếm tỷ lệ là 7,9% trong tổng thể là 391 người được khảo sát. Còn cái con số total mà hàng dọc như thế này, xin lỗi các bạn, hàng ngang như thế này là gì ạ? Là có 59 người là có trình độ trung cấp, là nó sát theo cái trình độ thôi, đúng không nào? Trong tổng thể 391 người được khảo sát và chiếm tỷ lệ là 15,1%. Còn ở đây là có 77 người có trình độ là cao đẳng, chiếm tỷ lệ là 19,7% trong tổng thể là 391 người được khảo sát. Hoặc ở đây là 181 người có trình độ là đại học, chiếm tỷ lệ là 46,3% trong tổng thể là 391 người được khảo sát. Còn sau đại học thì có 74 người có tỷ lệ là 18,9% trong tổng thể là 391 người được khảo sát. Thì rõ ràng cái kết hợp này nó rất là tiện để các bạn có thể là
thực hiện những cái phép phân tích và cũng như là làm những cái báo cáo trong cái kết quả khảo sát cũng như là cái bộ dữ liệu mà các anh chị đang có. Thì ngoài việc kết hợp giữa giới tính và trình độ thì bây giờ ví dụ như mình kết hợp giữa trình độ với thu nhập chẳng hạn thì mình cũng vào lại analyze, mình sẽ vào descriptive statistics, chọn crop tab. Rồi ở đây mình reset lại các bạn nhé. Rồi bây giờ mình muốn kết hợp giữa trình độ và thu nhập. Thì bây giờ các bạn muốn đưa trình độ vô row hay column thì cũng được, vì kết quả nó cũng đều giống nhau cả, nó đều hiện ra. Rồi thu nhập mình sẽ đưa vào column chẳng hạn, còn trình độ mình đưa vào row các bạn nhé. Tiếp tục mình chọn cell, mình chọn total, bấm continue. Ok, rồi ở đây các bạn thấy nó cũng ra hai bảng thì nó rất là tương tự với kết quả vừa rồi, cho nên mình sẽ không cần đọc nhiều ở đây, mình chỉ đọc mẫu một số cái thôi. Ở đây các bạn thấy rằng là cái bảng đầu tiên đó là cái processing summary, thì nó cũng cho biết rằng là cái dữ liệu hợp lệ đưa vào phân tích này là 391 mẫu, trong tổng thể là 391 kết quả được khảo sát và đều là hợp lệ hết, chiếm tỷ lệ là 100%. Và khi kết hợp giữa trình độ học vấn là bao gồm 4 mức là trung học trung cấp trở xuống này, cao đẳng, đại học, sau đại học, với mức thu nhập là bao gồm 3 mức là dưới 5 triệu USD một tháng, từ 5 đến 10 triệu USD một tháng và trên 10 triệu USD một tháng, thì các bạn thấy rằng là ở đây với con số 4 và 1% này cũng như là gì, có 4 người có trình độ là trung cấp trở xuống có được cái mức thu nhập là dưới 5 triệu USD một tháng, chiếm tỷ lệ là 1% trong tổng thể là 391 người được khảo sát. Hoặc là con số 105 ở đây nghĩa là gì ạ? 105 người có trình độ là đại học, có mức thu nhập là từ 5 đến 10 triệu USD trên một tháng, chiếm tỷ lệ là 26,9% trong tổng thể là 391 người được khảo sát. Hoặc là con số 77 này nghĩa là gì các bạn? Là 77 người có trình độ là cao đẳng, bởi vì nó đang ở hàng ở cái cột là total. Đúng nào? Hoặc là 181 này nghĩa là trong một có 181 người có trình độ là đại học, đúng nào? Trong tổng thể là 391 người được khảo sát, chiếm tỷ lệ là 46,3%. Hoặc là con số 215 này nghĩa là gì? Có 215 người có mức thu nhập là từ 5 đến 10 triệu VND trong một tháng, chiếm tỷ lệ là 5,5% trong tổng thể là 391 người được khảo sát. Hoặc là bây giờ mình có thể thực hiện thống kê kết hợp giữa hai biến là ví dụ như độ tuổi với thu nhập chẳng hạn, thì mình cũng vào Analyze, Descriptive Statistics, mình chọn Crop Tab, mình reset các bạn nhé. Rồi độ tuổi, thu nhập, rồi các bạn để độ tuổi ở row hay độ tuổi ở column thì cũng được, đúng nào? Nếu như bây giờ bạn muốn đưa vào độ tuổi thu nhập vào row đi, row, còn độ tuổi bạn muốn đưa vào column, đây đưa ngược lại thì cũng được các bạn, nó là cái quả đều như nhau hết. Rồi mình bấm save, mình bấm total, continue, ok. Rồi ở đây các bạn thấy có hai bảng, cũng là hai bảng ha. Cây process summary thì cỡ mở hợp lệ là 391 người được khảo sát và đều là hợp lệ hết, missing là không. Thu nhập thì nó phân thành ba loại, ba mức, dưới 5 triệu, từ 5 đến 10 triệu và trên 10 triệu. Còn độ tuổi thì có 4 mức là dưới 30 tuổi, từ 30 đến 40 tuổi, từ 41 đến 50 tuổi và trên 50 tuổi. Ở đây các bạn thấy rằng là có một người có thu nhập là dưới 5 triệu VND trên một tháng và độ tuổi của họ là dưới 30 tuổi, chiếm tỷ lệ là 0,3% trong tổng thể là 391 người được khảo sát. Hoặc là con số 64 người ở đây tức là nghĩa là gì ạ? Có 64 người có thu nhập là từ 5 đến 10 triệu VND trên một tháng, có độ tuổi là từ 41 đến 50 tuổi, chiếm tỷ lệ là 16,4% trong tổng thể là 391 người được khảo sát. Hoặc là con số 215 ở phía sau này nghĩa là gì các bạn? 215 người có mức thu nhập là từ 5 đến 10 triệu VND trên một tháng, chiếm tỷ lệ là 55% trong tổng thể là 391 người được khảo sát. Hoặc con số 148 này nghĩa là gì các bạn? 148 người có độ tuổi từ 41 đến 50 tuổi, chiếm tỷ lệ là 37,9% trong tổng thể là 391 người được khảo sát. Đúng nào? Thì đây là cái kết quả mà mình thực hiện thống kê GROWTAP giữa hai biến định tính với nhau các bạn nhé. Còn ba biến trở lên, bốn biến trở lên, hai biến cũng được, ba biến cũng được, bốn biến cũng được, hoặc là nhiều hơn nữa thì mình sẽ thực hiện thống kê bằng table, custom table, thì cái chuyên mục đó mình sẽ giới thiệu với các bạn sau, hoặc các bạn có thể coi những cái video khác trên kênh YouTube của mình, nó cũng sẽ có cái phần thống kê table mình đã làm rồi. Còn ở đây thống kê roadmap mình cũng có trên YouTube rồi, nhưng mà mình hôm nay mình có thời gian cho nên mình muốn làm lại để chia sẻ thêm với các bạn. Cảm ơn các bạn và hy vọng rằng là các bạn sẽ cảm thấy hữu ích và các bạn sẽ subscribe, đăng ký kênh của mình và ủng hộ kênh của mình nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn.